Long Hưng để đi qua mình quay lại cái cầu đang làm. Đây có cái cầu xưa, nay chắc là trên 50 năm rồi nữa. Dạ. Phía xa, phía sau cầu mới này nè. Dạ. Đó, rồi nó hư, hư rồi cho nên sợ nó sập rồi cái rồi không biết sao nữa, có tai nạn gì không thì không biết, nhưng mà cầu nó hư thì hỏi đạo Long Hưng đó, nó bên đây bên sông bên đây phân nửa, bên đây phân nửa cho nên cần thiết có cái cầu đi, cho nên dân chúng mới góp tiền ủng hộ làm cái cầu. Dạ. Rồi có cái đội từ thiện, từ thiện làm cầu của huyện Dung cái này họ lên hỗ giúp cho mình, cho nên mới thấy đông như thế. Dạ. Dân nhà với dân làm từ thiện nó đông. Dạ. Đông mút chỉ như thế. Thông thường thì cầu ở dưới này nó có cái hồi trước mình coi bị cái rắc rối về cái mảnh đất bên kia, mình chưa có giải tỏa được, đất bên kia bị chiếm dụng đó, cho nên hồi đó mình đã xin làm cầu rồi, nhà nước ủng hộ góp vốn cho 40%. Dạ. Tổng giá trị cầu gần 1 tỷ thì 40% đỡ đỡ. Dạ. Rồi sau này khi mình giải tỏa xong cái mặt bằng bên kia thì giấy tờ làm lại thì nhà nước nói không có kinh phí nữa, cho nên mình tự hiến sức mình làm. Dạ. Là bây giờ là kinh phí có đủ không nha? Giấc này bây giờ thì đang còn đang thiếu nợ, hưởng thẳng từ từ mình trả. À, đây có xin đầu này đầu kia. Mọi người có muốn hỗ trợ cho cha chi phí làm cầu thì xin liên hệ với cha. Cha tên là Nguyễn Văn Hồng. Nguyễn Văn Hồng với số điện thoại là 0919849901. Dạ, 0919849901. Xin cũng kính mong quý bà con cô bác xem video này thì cũng ủng hộ cho cha để bà con cô bác ở đây có cái cầu mới để đi. Tiền vàng đồ ăn luôn. Dạ dạ, ngon luôn. Đồ ăn hôm nay được tài trợ cho nên là gà quay hả bà? À, vịt quay. Vịt quay. Bò xào. Bò xào. Gà xào xào ớt. Trời ơi quá trời món. Canh chua, canh chua, cá tra. Dạ. Cô thì cô trực tiếp tài trợ ăn hết cho cái trà. Ủa là cô hả? Cô. À. Vậy là bữa cơm hôm nay hay là từ cơm từ trước giờ luôn cô? Trực tiếp từ bắt đầu làm cho tới hoàn thành cái cầu bao nhiêu cô thưởng hết. À, ngon quá. Cô chỉ cho ăn ăn cơm trên cái cầu thôi, ăn uống nhậu nhẹt gì trong cái cầu thôi, còn ngoài ngoài vật tư thì lần đó là cha chịu. Dạ. Tại vì gì phải con tính toàn tính gì đó. Dạ. Tại vì con gái cô nó ở Mỹ á, nó nói mẹ ơi, mẹ nói với cha mượn chú Toàn á, chú Huy mà nói cha nói với con không biết chú Toàn là ai. À. Đó, con gái cô thì tại vì nó có lẽ nó có sử dụng cái bút nên nó biết con. Dạ. Nó nói mẹ nói vậy để hỗ trợ thêm vốn cho cha để cha không biết. Cô xin cầu lại, cô xin cầu đầu tiên, cô xin cầu lại, rồi cô đi xin. Giới thiệu với bà con, đây là cô Năm là người tài trợ đồ ăn cho mấy chú từ lúc khởi công cây cầu tới bây giờ. Đầu tiên cô nói nó nguyên nhân cái cầu như thế này nè, cô thấy cái cầu nó đã hư rồi. Rồi cô mới thấy mấy anh đội thiện nguyện này đi làm cầu giúp ở dưới kia nhiều quá mà cái cầu mình hư, cho nên cô có bà con ở trong cái đội thiện nguyện á, bà con bên chồng cô mới đi xuống đó, cô hỏi làm sao mình xin được cái cầu. Yeah. Rồi mấy anh đã mới hướng dẫn cô xin được cái cầu, cô chạy về cô cũng nói cha ơi cha đi xuống con xin được cái cầu rồi, cha đi với con là cô xin trước, cha mới xuống là người ta hứa làm, mới đi xin giấy tờ chính quyền. Thì cô làm giấy tờ chính quyền xong á thì cái cầu kinh phí lúc đó là khoảng là 700 triệu. Huyện trên á, bởi vì cái cầu này cái nhà thờ trực thuộc của huyện, của xã Vĩnh Thạnh trên á. Dạ. Của huyện Lấp Vò, người ta hỗ trợ cho mình được 240 triệu. Dạ. Nhưng mà khi được 240 triệu thì bên nay đầu cầu là của Vĩnh Thạnh, bên kia đầu cầu thì của Hòa Long. Dạ. Nó hai cái xã nó nằm liên kết như vậy, mà bên kia á, thì cái đất đó lúc trước cha cho cái ông đó, ông mượn ông ở xong ông dở nhà ông đi lâu quá rồi, mà bây giờ ông làm bằng khoáng của ông rồi cho nên không lấy lại được cái đất để mà làm, cho nên sự việc phải tới tòa án. Yeah. Từ tháng 11 năm 2018 tới bây giờ là 2 năm thì tòa án giải quyết là trả cho mình, ổng xác nhận là đất của nhà thờ thì trả, nhưng mà phải bồi hoàn 45 triệu. Nhưng mà cô nói cô đi xin cầu là xin đội thi công qua thi công cầu thôi hay là có xin tiền đủ cái cầu luôn cô? Không, xin chỉ nhờ mấy anh giúp cái công. À, còn vật tư là mình mua. Còn vật tư đằng này thì cô xin được chính quyền 200 mấy, còn bao nhiêu thì xin của dân chúng lại. Dạ. Ra vận động bà con. Lúc trước một người rớt từ cầu đó xuống và chết tại dưới sông luôn.
Còn mới đây là một cái bà, cái dốc bên kia con thấy nó, người ta đắp xi măng lên đó, chở bà đi Ngã Thờ Tưng lên cái ba văn qua bên cái nóc nhà bên đó, nó bò lượm cổm ở trên cái nóc nhà. Mà có cái nóc nhà ta làm cái máy chùi mà con nên nằm trên nóc. Bây giờ người ta làm cái máy xuôi vậy có muốn đi xuống sông má. Dạ đúng rồi. Đó, luôn đó. Cho nên cô mới xin cầu. Làm cầu bây giờ khi cô chạy chính quyền thì chính quyền trả lời là cho làm cầu chứ không có cho kinh phí. Bị gì hồi năm nó cho cha quyền không lấy, rồi bây giờ người ta cho cái cầu khác rồi. À, tức là chính quyền không có hỗ trợ tiền. Không, không hỗ trợ tiền. À. Cha con mới thôi cha ơi, bây giờ mình quậy thí đại được, nhiêu thiếu nợ cũng thẳng lo lần lần. Thôi bây giờ cái khó khăn của cha như vậy, bao nhiêu tiền con đưa trước cũng cô, gia đình cô cũng cho mấy chục triệu rồi. Bây giờ phần ăn uống cái cầu này bao nhiêu là con chịu hết. Dạ. Con tiếp cha phần đó thôi. Thành ra cô chịu nên cô phải trực tiếp cô nấu từ hôm khởi công cây cầu cho tới ngày hôm nay. Dạ. Nói chung là nó như vậy. Nhưng mà bây giờ kinh phí hôm nay đổ bê tông cũng sắp hoàn thành rồi. Nhưng mà ý là cái kinh phí hiện giờ là từ đâu ra cô? Đang nợ vật tư. Nợ vật tư hết luôn cô. Cái lúc mà mình nói mình làm cái cầu. Dạ. Ta cho mình 200 mấy cha vận động xin. Thì xin cũng được 200 mấy triệu. Dạ. Nhưng mà tới người ta tranh chấp không làm, cho nên người ta lại không có cho. Mà mình cũng không dám, mình không làm, mình đâu kêu cho nữa. Yeah. Thì dừng lại đó. Yeah. Rồi 2 năm nay khi bây giờ khi làm thì mình chỉ có 200 mấy, chính quyền không cho được đồng nào. Mà nhà tài trợ mình cũng không có. Thì từ chỗ đó là cha phải vận động thêm. Thì từ hôm đó nay trong xa gần thì cũng có cho 1.500.000-1.300.000, coi như là cũng có cho. Nhưng mà không có đủ được cái cầu đâu con. Yeah. Tại vì cầu mình là khoảng 700. Dạ hiện, nhưng nếu như vậy thì bây giờ cái số tiền mà hiện giờ thiếu là cỡ bao nhiêu cô? Học quá. Cây cầu này 700, giỏi lắm là chừng 400 trở lại chứ không có hơn. Vậy là thiếu 300. Đúng rồi. Tại vì con biết sao không? Hỗ trợ anh em mỗi ngày 50.000 mỗi người, người ta đi làm nhưng mình cho tiền xăng. Dạ. Hoặc là lũng xe hư xe anh tái giá vậy đó con, là 50.000. Mà từ cô bắt đầu cô chi từ ngày đầu tới bây giờ là gần 50 triệu. À. Gần 50 triệu, còn tiền ăn thì 30 mấy triệu đó. Dạ. Thì coi như là tiền thằng ăn cô chịu đó. Rồi nói chung ra một cái nữa là cô vận động mấy người trong bếp tiếp cô nè. Dạ. Cô tặng một người cái áo dài kỷ niệm. À, dạ. Có hết đằng cái ngày lễ Thánh Thành đó. Mặc áo dài đi qua đi lại. À, vậy là bên quật tư người ta đang cho mình nợ khoảng 300. Dạ, đúng rồi đó. Bây giờ là không phải nói là cái chỗ vật tư này cha đã làm nhà này cái nọ, cha cũng nợ dài dài cho nên người ta biết. Cho nên biết bây giờ nói với người ta là làm cái cầu mà không có, người ta nói cha cứ mua đi. Ví dụ như cuối một tuần cha xin được 10 triệu, cô được cha đưa 10 triệu, cha xin 15 triệu, cha đưa 15 triệu, 20 triệu. Cứ có bao nhiêu cha trả bao nhiêu thì chớ cha cũng không giữ cái này. Yeah. Nói chung là cha đi hoài cũng không dám giữ tiền ở nhà đâu, lỡ có gì rồi làm sao. Yeah. Cha nhiều khi cha ngủ đây rồi cha ngủ nhà thờ Vĩnh Thạnh một mình cha hay ba nhà thờ. Đó thành thử ra là cha không có dám ở một chỗ để mà trong tiền một chỗ. Đó thành thử ra là như vậy đó, rồi cứ có bao nhiêu là cha trả bao nhiêu. Thì yeah. Hôm rồi cô có hỏi cha thì cô mà cô hỏi cha thì giờ tới mức này thì cha thấy làm sao, cha nói còn 200 ngoài, 300 gì chị ơi, nhưng mà mọi việc Chúa lo, chị đừng có lo nữa. Tại vì cô đã nhiều lần đi lại nhà tài trợ lắm. Cô đi hoài với cái cha mới sốc được, không nói vậy nè. Thôi đi chị, cái cầu này không phải là chị với anh đi một mình. Chị đừng có hạ mình mà chị xin ai nữa hết á. Em thấy em cũng sốt lắm, tại vì mỗi lần cô đi xin là cô dẫn cha theo. Thì cha ngồi cha chứng kiến cho cô trực tiếp với nhà tài trợ, cô nói chuyện để cô xin. Còn là nói chung là cô nói cho cha đi, cái cha cũng ngại lắm, cha không có nói cha nhẹ. Con xin thế cho ổng nè, tiền ăn cô chịu thì đã đành. Dạ. Sao không, còn mấy cái kia là mấy ấy vậy đó, rồi mỗi ngày bao nhiêu là cái hóa đơn ra, cái mỗi ngày mấy ông lấy nhiều là ông ký tên vô trơn á, rồi cái đó cô giữ. Dạ. Thì cô đưa cho cha đi, cho tính nữa cha trả con ha. Dạ. Đó nó còn nó nói chứ nó cũng còn nhiều cái lắm. Dạ. Rồi cha cũng định thí dụ như ấy thì sửa cái cầu đó lại, nhưng mà cái tiền có sửa không có thì để đó, chứ giờ cũng chưa có lo được đâu, giờ lo cái cầu này thôi. Dạ. Còn cái ngày Khánh Thành nữa nè, hai cha con nặng với nhau, ông nặng cô nói thôi con nặng cha đi chứ con lo ăn thôi, chứ Khánh Thành con không có ăn. À. Tại vì Khánh Thành mình không có nhận tiền ai đâu con. Dạ.
mình những cái người người ta đã giúp mình 500, 300, 1 triệu trên đây rồi, mình mời người ta lợi giữ cái liên quan thôi, chứ mình đâu có nhận bổng hơn người ta nữa. Cái từ chỗ đó cô với cha hai cha con mạnh nói thôi con trả cho cha Khánh Thành, cái ông nói thôi chị lo đi nó thôi. Cha báo cáo một số cho nó thiệt, cha nhắm như vậy đó. Nhiều khi lấy tiền bên này bên kia mua sắt, với mua cô trực tiếp cô đi mua cô biết nè, cộng đồ gỗ những cái chưa trả tiền, bữa đó 18 triệu là chạy với nhà cô lấy là cô cũng đưa nè, để rồi hết cô mới gom đi lại cô những cái cô đưa giờ đó cha mới biết đó. Chứ thật sự ra nếu mà như vậy được vậy thì cô cũng mừng, cho lúc đầu xin có 200 lẻ mấy, 200 lẻ mấy, mà cái ngày khởi công đầu tiên là hết là 100, đúng không? Chỉ có đổ mấy cái trụ thôi là hết 100 rồi. Đó rồi còn sao này, dưới mua những cái lặt vặt nè, bữa nay mua 5 lít dầu, 1 lít xăng, 20 cái bao tay, 1 cái đinh, là gì lặt vặt đó là cha chưa có nắm đó. Chừng nào mà xong rồi cái chủ người ta mới tổng cái hóa đơn, người ta mới đem lại. Đó. Mà người ta cho nợ lâu không cô? Nhà thờ thì người ta nói cha thiếu con thì tháng gì thì cũng được, chứ cái chỗ Phước Tài thì bán vật tư cho cha thì cũng đã biết, cha cũng như hay có tiền thì cha đưa vậy đó. Chứ cha không có giữ lại hay mới có nhiêu cha trả nhiêu, thành thử là người ta cũng cởi mở cho mình, mà người ta nói chừng nào cha có cha trả, người ta không có hối mình. Nhưng mà thật sự là mình phải lo. Dạ, hiểu, phải trả người ta chứ. Đúng rồi đó, người ta cũng làm ăn mà lo. Đó, dạ. Mình không để người ta tới nhắc. Lúc trước á, là cô mua ở ngoài Thu Ba, là bà già của tiệm Thu Ba vô đây là hứa với cô là sẽ cho cô thiếu làm cây cầu xong rồi còn bao nhiêu trả sau cũng được. Nhưng mà 100 triệu với cô trả 60 triệu, còn 40 triệu có một tuần lễ mà đòi cho cô 9-10 lần thôi. Cô nói với cha bây giờ mượn tiền trả xong xuôi rồi đi mua chỗ khác. Đó là cô mới chuyển lên đây nè, để con cho cha mượn đi, nặng trả cho bả cho rồi. Bả đòi hoài mình kỳ muốn chết luôn, mà đòi thì đòi cô, mà chứ đòi ai vật tư cô cũng đi kêu đó, nấu nướng thì cũng cô, chính quyền thì cũng chạy giấy kêu cô, rồi bên mấy anh này cần gì cũng kêu cô. Cô quá bán vạn sự trên cây cầu. Em nhiều dữ lắm nha. Nếu giúp cô được phần nào thì được, cái này là cũng giúp cho nhà thờ. Nhưng mà cô cũng mong muốn là hai đứa giúp cho cô. Với một cái nữa là thì cũng qua năm mới cô cũng chúc cho hai đứa cùng gia quyến được dồi dào sức khỏe, và nhất là được ơn trên ban cho hai đứa được nhiều hồng phúc để mà có cái sức khỏe hoạt động đắc lực hơn cho cái công tác thiện nguyện của hai đứa. Dạ, cảm ơn cô. Cái cầu nhà thờ thật sự là đang còn gặp khó khăn, bởi vì không có nhận được tài trợ từ nhà tài trợ cũng như chính quyền, tự thân nhà thờ làm, cho nên bây giờ nếu mà quý vị mạnh thường quân mà nhìn thấy cây cầu như vậy thì có thể rộng lòng mà giúp đỡ cho cây cầu chúng tôi hoàn thành thì chúng tôi rất là cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Chào bà con nghe, hiện giờ mình đang ở nhà thờ Long Hưng. Hiện nay thì mọi người đang người dân rồi bên hội thiện nguyện đang đổ bê tông cây cầu, là nguyên một đội để trộn bê tông luôn, trộn bằng trộn thủ công mà con ơi. Dư đây làm gì, đi dự bánh mất đi. Quá trời đông lần này, là do đông như vậy là do người dân người ta xúm lại với lại bên đội thiện nguyện á, chứ công nhân mà nướng vô đây chắc rất là nhiều tiền. Quá trời đổ rồi.
Xin chào bà con nha. Ở đây thì bên đội thiện nguyện thì chủ yếu là những người lớn tuổi, như mấy chú đây là những người lớn tuổi bên đội tình nguyện làm cầu đường. Nhưng mà ở phía nhà thờ cũng có hỗ trợ cho mỗi chú là 50.000 đồng một ngày. Đó. Đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung. Đó, nhưng chú đây là làm thiện nguyện, nhưng mà bên nhà thờ cũng hỗ trợ cho, tại vì cũng thấy mấy chú làm cực khổ đó, nhưng mà cũng hỗ trợ mỗi ngày có 50.000 thôi. Bình thường đó thì làm công ở dưới quê mình phải là, nếu mà làm hồ gì là phải 250-300.000 đồng một ngày. Mấy chú thì cũng lớn tuổi không à. Còn lại thì là người dân ở xung quanh người ta phụ, rồi có sức thì phụ sức, còn người có của thì người ta quyên góp tiền. Nhưng mà hiện giờ là cây cầu thì vẫn còn thiếu tiền, chưa có đủ. Và bên vật liệu xây dựng người ta cho nợ.
ngoài này là người ta để xi măng với cát đá ở phía ngoài, là sẽ có nguyên một đội ở ngoài để mà xúc cát, xúc đá, bưng xi măng. Xong đó là di chuyển đổ vô cái mòn trộn đó. Xong rồi người ta trộn xong người ta đổ lên cầu. Tại bình thường thì nếu mà quá trình làm cầu thì không có đông vậy. Nhưng mà hôm nay là đổ nhịp, đổ bê tông nhịp. Nay tập trung đông để đổ bê tông nó không bị đông cứng. Phải nhanh mới được, đổ bê tông là phải nhanh. Cho nên hôm nay huy động trong đội thiện nguyện với lại người dân xung quanh người ta lại phụ rất là đông. Đây chủ yếu là mấy chú lớn tuổi không ạ? Có bên dân quân tự vệ người ta qua nữa, có mấy anh mặc áo xanh mới bưng hùng đá là bên đội dân quân đó, đó là bên dân quân tự vệ đó, là lợi người ta phụ đổ. Xe vật tư người ta tới nữa nè. Thì thường ở dưới quê mình vật tư người ta sẽ cho nợ, cho nợ mà chứ, nhưng mà một khoảng thời gian thôi bà con ơi. Cái này cũng gần Tết nhưng mà mình nợ nhưng mình cũng bắt buộc. Thường người ta cũng bắt buộc là mình thanh toán trước Tết. Nhưng mà không biết là bên cửa hàng này người ta cho nợ tới khi nào. Em hỏi anh là bên đội thiện nguyện hay là bên nhà dân? Bên bên họ đạo. Họ đạo là người dân xung quanh đây phải không? Dạ. Làm hết mình luôn hả? Hết mình luôn anh ơi. Hết mình luôn. Rồi bên kia là có hai cô vụ bưng nước.
này là cũng người dân xung quanh đây, người ta lại người ta giúp làm nước này kia cho mấy chú uống. Ăn cơm về nhà thờ, bị ăn cơm tại vì hôm nay chỉ đổ bê tông là xong rồi đó. Đổ bê tông xong người ta mệt lắm rồi, tại bưng cát đá nặng lắm. Đây là anh Lâm nè. Lâm cũng bạn với mình hôm nay đi đổ bê tông cho nhà thờ luôn. Nay không chạy xe ha anh? Đưa đổ nhà thờ chắc là về đó. Cô là tài trợ nước đá hả? Cô nhà cô đây hả? Tài trợ nước đá có nước ngọt luôn không? Không, cho nước đá không. Nước ngọt mặn lắm, có nhiều mấy nước cà phê đồ kia là cũng cho chứ cũng không phải gì. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cái cầu khác sát nhà cô luôn. Tại hồi làm bắt đầu phải làm tới giờ là chín gói đá không, chín đâu có lấy tiền. Dạ. Uống nhiều có việc qua thuốc uống. Dạ. Sáng giờ mấy bao rồi đó. Nó bi á, mấy bao. Tại nay đông mà cô. Sáng giờ cỡ 4 bao á. Dạ. Cho bển 2 bao rồi bên đây là uống nhiều cứ thuốc, uống nhiều vô thuốc. Dạ. Đây là bà con ơi, ở phía trước cửa nhà thờ có một cây cầu này rất là lâu năm rồi. Mà bây giờ nó lại rất là yếu. Bây giờ nếu mà đi lễ thì không có đi cùng một lúc nhiều xe máy chạy lên được, phải đi từng chiếc hoặc là đi bộ. Nhà thờ cho đi bộ qua thì cấm xe ba gác chứ xe ô tô qua cầu tại vì cầu này yếu. Cái cầu này sẽ được dỡ bỏ tại vì đi rất là nguy hiểm. Nên bên nhà thờ mới huy động quyên góp người dân với lại tiền của nhà thờ lúc mà đi làm lễ từ xưa tới giờ quyên góp ra để xây cây cầu mới ở kế bên đây. Sáng giờ là mọi người đổ bê tông ở cái cầu bên đây nè. Còn cái cầu đây thì rất là hư rồi, rất là yếu luôn rồi. Đây là để mấy chú bữa đổ bê tông cầu nè. Qua bên khu nhà bếp. Dạ. Bếp trưởng của họ đạo luôn. Dạ. Đây là mấy cô nấu phụ nấu cơm cho mấy chú. Dạ. Nay em thấy đồ ăn. Cái cầu này cho nó an toàn cho nó. Dạ. Con thấy kia nó hiu quá cái cầu cũ á. Cầu nó hiu quá là đi mặc áo dài rồi đó, bữa ẩm con có bà ba lạc á. Dạ. Không á, nó chạy mà cho nó chết, nó vô đó nó chết. Nó chứ ngửi chứ không. Có vậy chị năm tấm á. Dạ. Con thấy cái cầu mới này rất là rộng luôn á. Cha nó làm sao mà xe ba gác chạy được mà cái người ở đi ba đó phải đứng sát cầu để đụng đụng cái để nó nguy hiểm nữa. Dạ. Cái mình cái cầu này nghe của mình lắm, bây giờ nghe anh với Tết rồi mà mình đi á. Hôm nay á thì nhân cái dịp này á em còn đó cái trước tiên á mình cảm ơn cha sở đã tạo mọi điều kiện để con có cây cầu mới. Thứ hai nữa là cảm ơn những cái chú thợ mà nguyện ra đã làm cây cầu cho mình. Thứ ba nữa thì cảm ơn bà Đinh Tâm đã làm cái nhóm đầu bếp này cho những cái thợ cầu của mình ăn nước. Nhóm của tất cả anh em là bà Đinh Tâm đã lo những cái thợ đó. Cảm ơn những anh chị em đã đóng góp cho cây cầu này để chúng con có cây cầu đi vững bền ngày sau, từ đời này tới đời sau. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn, rồi cảm ơn những mọi người luôn những anh chị em đã đóng góp cho cây cầu này đó. Rồi trước khi năm mới không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn tất cả và chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, bình an và hạnh phúc. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị, cảm ơn mấy cô nấu ăn. Xin chào bà con cô bác nha. Hôm nay mình đang ở bên nhà thờ Lộc Hưng, thuộc Lấp Giò, Đồng Tháp. Thì hôm nay mình qua để mình quay lại quá trình làm cái cầu ở bên nhà thờ.
thì hiện giờ thì bên nhà thờ cây cầu ở đây thì kinh phí chủ yếu là quyên góp của người dân rồi trong giáo dân để mà làm, nhưng mà cái kinh phí nó rất là ít. Hiện giờ thì bên vật tư người ta cho nợ cũng độ khoảng 200 đến 300 triệu. Nhà thờ cũng chưa có tiền để trả. Thì nhà thờ hôm nay thì rất là sơ sát, ai cũng lo lắng làm, vừa làm việc vừa lo lắng tiền để mà trả cho vật tư á. Thì cha với người bên nhà thờ cũng đi vận động ở nhiều nơi, nhưng mà người ta cũng hỗ trợ không có đủ. Thì hiện giờ số nợ của nhà thờ vật tư cũng 200 mấy chục triệu. Kính mong bà con cô bác chung tay giúp đỡ cho nhà thờ hoàn thành cây cầu để cho giáo dân đi lại thuận tiện. Tại cây cầu cũ bây giờ nó thứ nhất là nó cũ, thứ hai là nó không có cái lan can đi rất là nguy hiểm, mà bề ngang nó nhỏ nữa thì cũng xảy ra nhiều tai nạn rồi, cho nên là nhà thờ cũng rất là muốn làm một cái cầu mới. Thì kính mong bà con cô bác gần xa giúp đỡ, có ít thì giúp ít, có nhiều thì giúp nhiều, giúp đỡ cho bà cho nhà thờ trả được số nợ tiền vật tư của cái cầu. Chứ còn mà 200 mấy chục triệu thì ở đây người ta cũng quyên góp cũng kiệt sức trơn rồi, nhưng mà cũng không có đủ. Xung quanh thì giáo dân cũng nghèo không à, mà số tiền thì nó quá lớn. Một là bà con liên hệ với cha với cái số điện thoại của cha lúc nãy, hai là liên hệ với mình, số điện thoại của mình là 090 100 6950. Sẽ để cái thông tin liên lạc, nhất là tài khoản, số tài khoản ngân hàng của mình trên màn hình. Bà con khi nào mà nếu mà bà con có ủng hộ thì trong cái nội dung gửi bà con gửi là bà con viết là ủng hộ xây cầu nhà thờ Long Hưng. Mình nhận khoảng 7 ngày, trong vòng 7 ngày thì mình sẽ tổng kết số tiền mà mình nhận được giúp đỡ cho cầu. Nếu mà nếu có thì cũng hy vọng bà con cô bác giúp đỡ cho nhà thờ, giáo dân khu vực đây cũng rất là khổ. Xin chào tạm biệt, cảm ơn bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại bà con trong video sau.